Bóng chào các bạn đi. Hôm nay Bóng được đi ăn kem. Ăn chè. Ăn chè ở quán nhà bác gì? Bác Trang. Thế Bóng ăn món gì nhỉ? Bạn ăn sữa chua à? Sữa chua Vinamilk à? Sữa chua con bò à? Sữa chua ngon không? Thế tí nữa Bóng cho các bạn ăn đấy nhá. Các bạn ở đằng sau mẹ này. Đây tí nữa mẹ cho con xem nhá. À chị Bóng nhà bác à? Bác đang nấu chè cho Bóng ăn. Thế Bóng hát một bài đi. Bóng hát một bài đi. Gì nữa? Rồi. Gì nữa? Chị kìa. Con đọc hết một bài thơ đi. Bóng ơi. Nào. Nào, đâu sữa chua của con đâu, con giới thiệu đi. Con bướm à? Papa bóc sữa chua cho con nhé. Con ăn gì? Chè của con đâu? Chè của con đâu? Chè của mẹ đây. Nè, sữa chua con này. Này, con không ăn được đâu. Đấy, chè ngô khoai nhỉ? Chè của papa đây. Chè bưởi. Bắp bẻ. Rồi. Bóng ăn sữa chua đi nha. Ngon không?